Lại nữa, kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân. Vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa, nói thế này. Thiện nam tử, người nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán tất cả quả vị độc giác hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất cả quả vị độc giác và tự tánh của tất cả quả vị độc giác là không. Tự tánh của tất cả quả vị độc giác ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, tất cả quả vị độc giác chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả quả vị độc giác có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán tất cả quả vị độc giác hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tất cả quả vị độc giác và tự tánh của tất cả quả vị độc giác là không. Tự tánh của tất cả quả vị độc giác ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, tất cả quả vị độc giác chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả quả vị độc giác có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán tất cả quả vị độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tất cả quả vị độc giác và tự tánh của tất cả quả vị độc giác là không. Tự tánh của tất cả quả vị độc giác ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, tất cả quả vị độc giác chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả quả vị độc giác có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán tất cả quả vị độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tất cả quả vị độc giác và tự tánh của tất cả quả vị độc giác là không. Tự tánh của tất cả quả vị độc giác ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, tất cả quả vị độc giác chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả quả vị độc giác có thể nắm bắt được, vốn là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Này kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy nói những điều như thế, đó là tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa, nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại bồ tát hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại bồ tát và tự tánh của tất cả hạnh đại bồ tát là không. Tự tánh của tất cả hạnh đại bồ tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, tất cả hạnh đại bồ tát chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả hạnh đại bồ tát vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại bồ tát hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại bồ tát và tự tánh của tất cả hạnh đại bồ tát là không. Tự tánh của tất cả hạnh đại bồ tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, tất cả hạnh đại bồ tát chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả hạnh đại bồ tát có thể nắm bắt được, cũng là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này,
Thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát là không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả hạnh đại Bồ Tát có thể nắm bắt được, cũng là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát là không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả hạnh đại Bồ Tát có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều như thế, đó là tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được,
Cũng là có cái tịnh và bất tịnh kia, nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế, là tu bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, nói những điều như thế, đó là tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa một cách chân chánh. Khi ấy, trời Đế Thích lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, nói tịnh lự ba la mật đa vô sở đắc như thế nào, mà gọi là nói tịnh lự ba la mật đa một cách chân chánh. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết tịnh lự ba la mật đa, nói thế này. Thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán sắc hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là không, thọ tưởng hành thức và tự tánh của thọ tưởng hành thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh của thọ tưởng hành thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu người có khả năng tu tịnh lự như thế, là tu tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán sắc hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là không, thọ tưởng hành thức và tự tánh của thọ tưởng hành thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh của thọ tưởng hành thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế, là tu tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là không, thọ tưởng hành thức và tự tánh của thọ tưởng hành thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh của thọ tưởng hành thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế, là tu tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là không, thọ tưởng hành thức và tự tánh của thọ tưởng hành thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh của thọ tưởng hành thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu người có khả năng tu tịnh lự như thế, là tu tịnh lự ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy nói những điều như thế, đó là tuyên thuyết tịnh lự ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết tịnh lự ba la mật đa, nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán nhĩ tý thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao?
vì nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, và tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không, tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Nhĩ tĩ thể thân ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn xứ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không, tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn xứ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không, tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn xứ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không, tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn xứ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, nói những điều như thế, đó là tuyên thuyết tịnh lự ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết tịnh lự ba la mật đa, nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa. Chẳng nên quán sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không, thanh hương vị xúc pháp xứ và tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không, tự tánh của sắc xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu hư chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thanh hương vị xúc pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được.
Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc xứ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế, là tu tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không, thanh hương vị xúc pháp xứ và tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Tự tánh của sắc xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, sắc xứ chẳng thể nắm bắt được thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thanh hương vị xúc pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc xứ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế, là tu tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không, thanh hương vị xúc pháp xứ và tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Tự tánh của sắc xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, sắc xứ chẳng thể nắm bắt được thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc xứ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế, là tu tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không, thanh hương vị xúc pháp xứ và tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Tự tánh của sắc xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, sắc xứ chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc xứ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế, là tu tịnh lự ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều như thế, đó là tuyên thuyết tịnh lự ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết tịnh lự ba la mật đa, nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được, sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu người có khả năng tu tịnh lự như thế, là tu tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ.
Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn giới vân vân có thể nắm bắt được, cũng là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu người có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, nói những điều như thế đó là tuyên thuyết tịnh lự ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết tịnh lự ba la mật đa nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhĩ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không,
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhĩ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhĩ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhĩ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều như thế, đó là tuyên thuyết tịnh lự ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết tịnh lự ba la mật đa, nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tỷ giới vân vân có thể nắm bắt được, cũng là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc,
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tỷ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tỷ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh lự ba la mật đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự ba la mật đa. Đối với tịnh lự ba la mật đa này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tỷ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều như thế, đó là tuyên thuyết tịnh lự ba la mật đa một cách chân chánh. Hết quyển thứ 149.